Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Nóng Đất Việt. Để ủng hộ cho kênh, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Thưa quý vị thân mến, 24 giờ qua có những thông tin nào đáng chú ý? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất mà ban biên tập của chúng tôi vừa mới cập nhật. Thành phố Hồ Chí Minh, vaccine Sinopharm chưa được đưa vào chiến dịch tiêm chủng. Phát hiện ổ dịch ở chợ đầu mối chưa rõ nguồn lây. Thêm nhiều ca mắc mới ghi nhận liên quan công ty Thanh Nga. Biến thể Delta có khả năng gây bệnh cao gấp 2,7 lần các biến thể khác. Thành phố Hồ Chí Minh, vaccine Sinopharm chưa được đưa vào chiến dịch tiêm chủng. Quý vị thân mến, sau khi được nhập về Việt Nam, vaccine Verocell của Sinopharm sản xuất ở Bắc Kinh, Trung Quốc hiện đang trong giai đoạn thẩm định, chưa đưa vào sử dụng. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 lần thứ 5 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kết thúc sau 2 đến 3 tuần, nhưng thành phố đã cấp tốc hoàn tất chỉ trong thời gian 10 ngày. Hiện 1.200 đội tiêm trên toàn thành phố đang bước vào chiến dịch tiêm chủng lần thứ 6, với khả năng đáp ứng 300.000 liều và có thể nâng công suất lên 350.000 liều mỗi ngày nếu cần thiết. Ngoài các điểm tiêm chủng cố định ở các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, thì nhiều điểm tiêm chủng lưu động đã được triển khai để tiếp cận người dân trong các khu vực phong tỏa. Thành phố đặt mục tiêu từ nay đến hết tháng 8 sẽ hoàn tất chích ngừa mũi thứ nhất vaccine COVID-19 cho 70% dân số trên 18 tuổi. Tại buổi họp báo sáng ngày 3 tháng 8 về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, thành phố đã tiêm được 2 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, khoảng 800.000 người đã tiêm mũi vaccine AstraZeneca trước ngày 30 tháng 6, cần phải tiêm mũi 2 vào cuối tháng 8. Khoảng 25.000 người tiêm mũi vaccine Moderna trước ngày 31 tháng 7, cần phải tiêm mũi thứ 2 vào tuần cuối tháng 8. Do vậy, tổng số cả hai mũi thành phố cần trong thời gian tới để tiêm cho 70% dân số trên 18 tuổi, khoảng 5,5 triệu liều. Về nguồn vaccine thực hiện tiêm chủng, ông Dương Anh Đức cho biết hiện nay, trên địa bàn thành phố đang có 4 loại AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Verocell. Trong đó, vaccine Verocell của Sinopharm sản xuất ở Bắc Kinh, Trung Quốc vừa nhập về thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 7 với số lượng 1 triệu liều. Đây là vaccine thành phố nhận được từ nguồn tài trợ. Tuy nhiên, số vaccine trên đang trong thời gian được Bộ Y tế thẩm định tính an toàn nên chưa đưa vào chích ngừa. Dự kiến sau quá trình thẩm định, nếu đạt chất lượng, thành phố sẽ đưa 1 triệu liều Verocell và chích ngừa cho cộng đồng. Cũng giống như tất cả các loại vaccine khác, Verocell sẽ tổ chức tiêm trên tinh thần tự nguyện. Phát hiện ổ dịch ở chợ đầu mối chưa rõ nguồn lây. Quý vị thân mến, trong lúc khám thai định kỳ, nữ tiểu thương ở Bình Định được nhân viên y tế làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Còn tại Quảng Bình, phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 18 ca COVID-19 mới trên địa bàn, nâng tổng số ca lên 236. Trong đó, 10 ca ở thị xã An Nhơn, 2 ca ở huyện Vĩnh Thạnh, 2 ca ở huyện Tây Sơn, 2 ca ở huyện Tuy Phước, 1 ca ở huyện Hoài Ân và 1 ca ở huyện Phù Cát. Đáng chú ý, 2 ca ở huyện Tuy Phước đều là tiểu thương chợ đầu mối Gò Bồi, được phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng nhưng chưa rõ nguồn lây. Cụ thể, hai nữ bệnh nhân 162079 sinh năm 1996 và 162078 sinh năm 1984 cùng ngụ xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước đều là tiểu thương chợ đầu mối Gò Bồi thuộc xã Phước Hòa. Chiều ngày 1 tháng 8, bệnh nhân 162079 được chồng trở đi khám thai tại một phòng khám ở thành phố Quy Nhơn. Qua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, bệnh nhân 162079 có kết quả dương tính nên được thông báo về địa phương. Ngay trong đêm ngày 1 tháng 8, các lực lượng chức năng huyện Tuy Phước đã tiến hành khoanh vùng, truy vết và làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người dân ở khu vực bệnh nhân
162079 cư trú. Qua đó đã phát hiện thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bệnh nhân 162078. Liên quan đến ổ dịch mới phát hiện tại chợ đầu mối Gò Bồi, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là những người dân đang sinh sống tại thị trấn Cát Tiến, xã Cát Chánh, huyện Cát Hải, huyện Phù Cát. Thêm nhiều ca mắc mới ghi nhận liên quan công ty Thanh Nga. Quý vị thân mến, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 23 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 15 ca tại cộng đồng, 8 ca ở khu cách ly. Đáng chú ý, trong số này có nhiều ca mắc liên quan tới công ty Thanh Nga. Các ca mắc phân bố theo chùm ca bệnh: ho, sốt thứ phát 15, sàng lọc ho sốt 3, liên quan bệnh phổi Hà Nội 3, Hồ Chí Minh 1, Bùi Thị Xuân 1. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 8 đến 12 giờ ngày 3 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 52 trường hợp mắc mới COVID-19. Thông tin cụ thể 23 ca mắc mới ghi nhận: chùm ho, sốt thứ phát 15 ca. 1. LTHB, nữ, 2000, địa chỉ Trung Hòa, Cầu Giấy, là F1 của các bệnh nhân 128515, 128521 đã được xét nghiệm âm tính và cách ly tập trung từ ngày 29 tháng 7. Ngày 2 tháng 8 có triệu chứng sốt và đau mỏi người, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 2. NTT, nữ, 1952, địa chỉ Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Dịch tễ là F1, bán hàng cạnh bệnh nhân 157660, ngày 2 tháng 8 vào khám và xét nghiệm tại bệnh viện Medlatech, có kết quả xét nghiệm dương tính. 3. VTD, nữ, 2015, địa chỉ ngõ 105 Vọng Hà, Trương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 158549, chơi cùng tại sân tập thể. Ngày 2 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 4. NTC, nữ, sinh năm 1953, địa chỉ ngõ 117 Vọng Hà, Trương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 157699, tiếp xúc các ngày 27 đến 29 tháng 7. Ngày 2 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 5. DVH, nam, 1954, địa chỉ Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Dịch tễ, bệnh nhân ở gần khu chợ Thanh Hà, đi mua hàng ở chợ Thanh Hà gần nhất là ngày 28 tháng 7. Ngày 2 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 6. PMT, nam, 1999, địa chỉ ngõ 105 Vọng Hà, Trương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ, là F1 của các bệnh nhân dương tính tại ngõ 105, tiếp xúc ngày 28 tháng 7. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 7. NTMH, nữ, 2000, địa chỉ đường 9 Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Dịch tễ, là nhân viên tại Vinmark Insur, tầng 1 tòa nhà The True Residence, KDT Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai, và là F1 của bệnh nhân 157678. Ngày 25 tháng 7, đứng bán hàng ở quầy thịt lợn cùng bệnh nhân 157678 trong khoảng 30 đến 45 phút. Hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 8 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, CDC Hà Nội. 8. CMH, nữ, sinh năm 1972, địa chỉ tại Khuyến Lương, Tổ 2, Trần Phú, Hoàng Mai. Dịch tễ, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 157676, làm việc cùng tại Vinmark, Time City, trong khoảng từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 30 tháng 7, tại quầy bán thịt. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 8 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, CDC Hà Nội thực hiện. 9. TTP, 1979, địa chỉ phía sau nhà văn hóa Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm. Dịch tễ, bệnh nhân là tiểu thương chợ Phùng Khoang. Sau khi ghi nhận trường hợp mắc tại chợ, bệnh nhân được Trung tâm Y tế Nam Từ Liêm lấy mẫu và có kết quả dương tính, CDC Hà Nội. 10. LVK, nam, 1973, địa chỉ xóm Bến, Nguyễn Trãi, Thường Tín. Dịch tễ, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 154517. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân có sốt, được lấy mẫu và có kết quả dương tính, CDC Hà Nội. 11. NTT, nữ, 1987,
địa chỉ Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. Dịch tễ, bệnh nhân là F1 của 3 bệnh nhân, chồng, 2 em gái. Ngày 9 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Sóc Sơn. Ngày 1 tháng 8, bệnh nhân xuất hiện sốt 38,4 độ C, chuyển bệnh viện Sóc Sơn. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính, CDC Hà Nội. 12. NTT, nữ, 1988, địa chỉ Thôn Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất. Dịch tễ, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 65747. Ngày 21 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu âm tính và chuyển cách ly Đại học FPT. Ngày 8 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 có kết quả âm tính. Ngày 2 tháng 8, xuất hiện sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính, CDC Hà Nội. 13. NQT, nam, 1994, địa chỉ Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình. Dịch tễ, là người làm tại chợ hải sản Long Biên. Ngày 28 tháng 7 xuất hiện ho sốt. Ngày 2 tháng 8 được lấy mẫu sàng lọc xét nghiệm kết quả dương tính. 14. TTT, nữ, 2003, địa chỉ Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Dịch tễ, là F1 của các bệnh nhân 114601, đã cách ly tập trung từ ngày 24 tháng 7 và xét nghiệm âm tính. Ngày 2 tháng 8 xuất hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 15. CKT, nam, sinh năm 1983, địa chỉ 180 tổ 19, Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Dịch tễ, bệnh nhân là nhân viên bếp khách sạn Bullman 40 Cát Linh và là F1 của bệnh nhân Vì Văn Nghị, nhân viên công ty Thanh Nga. Cách vài ngày, bệnh nhân Thành lại giao nhận thịt với bệnh nhân Nghị tại khu vực bếp tại khách sạn. Ngày cuối giao nhận là ngày 30 tháng 7. Ngày 1 tháng 8, bệnh nhân có xuất hiện đau mỏi cơ chân. Ngày 2 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính ngày 3 tháng 8, CDC Hà Nội. Chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 1 ca. 1. DXQ, nam, 1972, địa chỉ nhà 17, Trương Dương, Hoàn Kiếm. Dịch tễ, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 51122, đã cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai ngày 18 tháng 7 và có 2 lần xét nghiệm dương tính. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính. Chùm sàng lọc ho, sốt, 3 ca. 1. NVK, nam, 1952, địa chỉ Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Thường Tín. Dịch tễ, ngày 31 tháng 7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt mỏi, buồn nôn. Ngày 2 tháng 8, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, được test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu PCR, chuyển CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định. 2. VTP, nữ, 1956, địa chỉ Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Thường Tín. Dịch tễ, bệnh nhân là vợ bệnh nhân Nguyễn Văn Kiều. Ngày 2 tháng 8 có sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Bệnh nhân cùng chồng vào khám tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín ngày 2 tháng 8 và được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu PCR, chuyển CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định. 3. DTL, nữ, 1981, địa chỉ 165 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa. Dịch tễ, ngày 2 tháng 8 bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, được lấy mẫu test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu PCR, chuyển CDC Hà Nội, kết quả dương tính. Chùm liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội, 3 ca. 1. NTT, nữ, 1988, địa chỉ Lạc Long Quân, Nhật Tân, Cầu Giấy. Dịch tễ, là F1 của bệnh nhân 150080, tiếp xúc lần cuối ngày 23 tháng 7, đã được chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 1 tháng 8 lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 2. BMH, nam, 1989, địa chỉ Yên Sở, Hoàng Mai. Dịch tễ, bệnh nhân là nhân viên của Bệnh viện Phổi Hà Nội. Bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện từ ngày 25 tháng 7 và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả nhiều lần âm tính. Ngày 2 tháng 8, khi có kết quả xét nghiệm của bệnh viện dương tính, mẫu bệnh phẩm được chuyển CDC Hà Nội khẳng định và cho kết quả dương tính. 3. NTL, nữ, 1976, địa chỉ tổ 14 Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Dịch tễ, là F1 của bệnh nhân 128531, tiếp xúc lần cuối ngày 28 tháng 7,
ngày 2 tháng 8 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Biến thể Delta có khả năng gây bệnh cao gấp 2,7 lần các biến thể khác. Quý vị thân mến, theo phóng viên tại Tokyo, kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy, tại thời điểm hiện nay, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có khả năng gây bệnh COVID-19 cao hơn so với các biến thể khác. Nhóm nghiên cứu do Phó giáo sư Kei Sato của Viện Y khoa thuộc Đại học Tokyo dẫn đầu cho biết họ đã tạo ra các loại virus mang đột biến P681R, được coi là một đột biến giúp phân biệt biến thể Delta và các biến thể khác. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm và phát hiện ra rằng hợp bào được hình thành do nhiễm phải biến thể Delta nhiều gấp 2,7 lần so với các biến thể khác. Theo các nhà khoa học, chuột hamster nhiễm phải virus mang đột biến P681R giảm cân đáng kể, với cân nặng cơ thể giảm nhiều hơn từ 4,7% đến 6,9% so với khi nhiễm phải các biến thể khác. Các nhà khoa học cũng chỉ ra số lượng hợp bào mà virus tạo ra càng lớn, khả năng lây nhiễm của nó càng cao. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ nhận định có vẻ như biến thể Delta lây lan một cách dễ dàng như bệnh đậu mùa. Theo CDC Mỹ, một người mang biến thể này có thể lây cho khoảng 5 đến 9,5 người khác. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với con số từ 1,5 đến 3,5 người của các biến thể trước đó. Trong khi đó, một bệnh nhân đậu mùa có thể lây nhiễm cho khoảng 8,5 người.